giám định chú ý để thi đấu nhất. Bắt đầu. Nắm chân tay ra. Giật phản. Nhá rồi, nó lao rồi, giật phản. Được. Nhá rồi, nhá tay ra. Nhá đi đi vào giật về, phản. Đi vào giật về phản, đi sâu rồi, chân sâu rồi. Đập sau, đập trước. Cắn nó lao vào đạp luôn. Đóng rồi. Nhá cái tay ra được. Bình tĩnh. Lương ơi, nhá tay không giật về phản sau sâu đi. Nhập vào nhập ra. Nhập vào đâu, đúng rồi. Làm chân sau sâu lên. Đúng rồi. Giật sâu ơ. Nhá cái tay sâu vô. Thì nó mới định hình nó nào vô được. Chân sau. Căn nào, chân sau. Lắm người ra. Rút gối tay sau đi vào. Rút gối đánh tay sau luôn. Rút gối chân trước đi tay sau vào luôn. Hiểu không? Rút vừa be vừa vào tay sau luôn. Lắm người được. Tay sau, đúng rồi. Lắm người ra. Dưới gối chân trái, tay trái cao lên, đánh tay sau, chân vào sâu vào. Lắm người giật giá sang trái sang phải. Đi vào được. Đóng à, làm liền. Cắt tay là căn cái cầm của nó kìa. Ê, ê xì. Hết. Cái đó có điểm không anh? Cứ lỏng rồi, thoải mái á. Quét chân trước, tay sau luôn. Phang cái trụ nào. Lỏng ra, chân trụ của nó kìa. Lượng ơi, chân trụ của nó kìa. Chân trụ của nó mà phang chân phải và chân trụ của nó. Phang tay sau đi vào luôn. Tốt. Vé đuôi, tay sau luôn. Đóng ra. Vé làm luôn, tay sau đâu. Vé lượng căn cơ. Nhập tay vào. Vé trước đường ơi. Anh đang cho thi đấu nhá. Ơi, vỉa vào trước nữa. Một tay một nhịp rồi, sắp hết giờ.